Một người phụ nữ trẻ đang đi bộ về nhà trên một con phố. Cũng giống như hầu hết các buổi tối khác, trung tâm thành phố vắng tanh sau khi kết thúc một ngày làm việc. Đường vắng bóng cả xe hơi lẫn người đi bộ. Cô ấy ghét việc phải là người cuối cùng ở lại đóng cửa hàng và đi bộ đến bến xe buýt một mình. Nhưng cô ấy rất phấn khởi vì chỉ một tuần nữa thôi, cô ấy sẽ bắt đầu một công việc mới ở ngay gần nơi cô ấy sống. Cô ấy phải vượt qua những đêm làm việc cuối cùng ở cửa hàng và phải đi bộ về nhà một mình. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện tại của cô ấy là nhạc từ điện thoại đã ngừng phát. Người phụ nữ trẻ lấy điện thoại ra để kiểm tra. Hết pin, chắc cô ấy đã cân sạc. Cô ấy ghét điều đó. Bây giờ cô ấy sẽ phải dành thời gian cả chuyến xe buýt chỉ để nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ mà không có gì. Đó là gì vậy? Người phụ nữ ngước nhìn lên từ điện thoại của mình. Cô ấy hình như vừa nhìn thấy ai đó. Cô quay lại và nhìn thấy một thứ gì đó ở phía bên kia đường. Trời tối và tất cả những gì cô ấy có thể nhận ra là một hình bóng lớn. Tuy nhiên, cô ấy không nhìn lâu. Cô bước tiếp, tăng tốc một chút so với lúc nãy. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng bước chân và liếc nhìn qua vai. Người bên kia đường cũng đang di chuyển, dường như đang đi cùng với tốc độ của cô và tránh bất kỳ đèn đường nào để vẫn chìm trong bóng tối. Cô ấy bắt đầu di chuyển nhanh như một chút, và cái bóng kia cũng vậy. Người phụ nữ trẻ nắm chặt bình xịt hơi cay trong túi. Cô ấy không biết người này đang làm gì hoặc họ muốn gì, nhưng cô ấy sẽ sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Cô ấy tiếp tục bước đi và lại liếc nhìn qua vai. Lúc này cái bóng đang băng qua đường về phía cô ấy. Cô ấy đi vào một con hẻm, và ngay khi cô ấy ở gần khúc rẽ và khuất tầm nhìn, cô ấy bắt đầu chạy. Cô ấy chạy nhanh nhất có thể qua con hẻm. Cô ấy nhìn về phía sau, sợ hãi về những gì cô ấy có thể nhìn thấy, nhưng không có ai cả. Có thể cô ấy đã sai và cái bóng đó không theo dõi cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không ngừng chạy và không muốn biết cái bóng đó là gì. Cô ấy chạy ra khỏi con hẻm và vẫn chạy hết sức mình. Cuối cùng, cô ấy đã đến trạm xe buýt và dừng lại để thở. Cô ấy kiểm tra đồng hồ của mình. Chiếc xe buýt chắc phải đến ngay bây giờ thôi, nhưng không thấy đâu cả. Cô ấy nhìn xung quanh và những gì cô ấy nhìn thấy là cái bóng mờ bước ra từ con hẻm và nó đang tiến thẳng về phía cô ấy. Cô ấy lùi vào trạm xe buýt và lấy bình xịt hơi cay trong túi ra, ngón tay sẵn sàng xịt. Bóng người cứ thế tiến về phía cô, thì đột nhiên con phố tối sầm lại được thắp ánh sáng. Người phụ nữ nhìn ra phía sau để xem vị cứu tinh của mình. Đó là chiếc xe buýt. Cô ấy quay lại nhìn thì thấy bóng người đã khuất dần vào ngõ, như thể ánh sáng đã đẩy nó đi. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng đã có thể thả lỏng người khi chiếc xe buýt dừng lại trước mặt cô. Cánh cửa bật mở và người phụ nữ bước lên xe. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này khi lên xe buýt, cô ấy nói với người lái xe khi quẹt thẻ của mình. Tuy nhiên người lái xe không trả lời. Anh ta không phản ứng gì với cô. Anh ta cứ nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù vậy, người phụ nữ không quan tâm. Cô ấy hạnh phúc khi có mặt trên xe buýt, ngay cả khi nó hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy đi ra phía sau xe buýt và ngồi xuống. Khi xe buýt chạy đi, cô gần như có thể nhìn thấy bóng người đứng trong ngõ quan sát mình. Xe buýt chạy ầm ầm dọc theo những con đường vắng trong thành phố. Khi người phụ nữ nhìn ra cửa sổ và hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại sau thử thách khó khăn vừa mới trải qua. Sau một thời gian, cô ấy thấy rằng chiếc xe buýt dường như không dừng lại nhiều như bình thường, dường như nó chẳng dừng lần nào. Họ có thể thay đổi lộ trình không? Hay cô ấy đã lên nhầm xe buýt? Mặc dù vậy, họ đang đến gần điểm dừng của cô ấy, nên điều đó không thành vấn đề. Và cô ấy vươn người lên để kéo dây báo sẽ xuống chặn kế tiếp. Chuông báo và đèn yêu cầu dừng sáng ở phía trước xe buýt, nhưng người lái xe không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại hoặc thậm chí giảm tốc độ. Cô lại kéo dây, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Khi cô ấy nhìn thấy tòa nhà của mình đang vụt ngang qua, cô ấy gọi, đây là trạm dừng của tôi. Nhưng người lái xe hoàn toàn không phản ứng gì. Cô ấy đứng dậy và đi về phía trước. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Đây là trạm dừng của tôi. Vẫn không có phản ứng từ người lái xe. Này, tôi đã nói. Cô ấy vươn tay ra và nắm lấy vai anh ta, xoay anh về phía cô. Và cô ấy thấy mình đang nhìn chăm chăm vào mắt một xác chết. Người phụ nữ hét lên và nhảy lùi lại khi người lái xe ngã về phía cô. Cô ấy vô cùng sợ hãi trước xác chết, cũng như sợ rằng chiếc xe buýt sẽ gặp tai nạn. Nhưng khi nhìn vào vô lăng, cô ấy thấy rằng nó vẫn đang tiếp tục tự di chuyển. Người phụ nữ lúc này vô cùng hoảng loạn. Cô ấy hét lên và đập cửa nhưng nó không mở. Động cơ gầm rú khi xe buýt bắt đầu tăng tốc. Cô ấy không biết phải làm gì và chạy ra cửa phía sau, nhưng nó cũng không nhúc nhích. Chiếc xe buýt còn tăng tốc hơn nữa, lao qua các khúc cua và hất tung cô lên từ bên này sang bên kia. Cô ấy bị ném xuống đất, đầu bị đập xuống sàn. Cô cảm giác mí mắt của mình như nặng cả trăm tấn. Cô cố gắng để mở mắt lên. Tuy nhiên, khi cô cố gắng giữ sự tỉnh táo,
Cô sững sờ nhìn lên trần xe buýt. Cô có thể thấy một luồng khí xanh tỏa ra từ lỗ thông hơi. Đó là điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi nhắm mắt lần cuối. Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở một khu vực vắng vẻ của thành phố. Chiếc xe lần lượt nâng nhẹ từng bánh lên để lộ ra những chiếc chân đen khẳng khiu. Chiếc xe buýt dựng đứng trên những chi dạng côn trùng này khi nóc xe tách ra thành hai cánh lớn. Sau đó chiếc xe buýt lao lên bầu trời, sải cánh và bay vào màn đêm. Làm thế nào mà người phụ nữ trẻ lại có thể biết rằng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, người cứu cô ấy lại là một thứ gì đó tồi tệ hơn, thực sự tệ hơn rất nhiều lần. Thật không may cho cô ấy. Cô ấy vừa bước vào một cá thể SCP-2086, một sinh vật dị thường chết người, đáng sợ ẩn nấp ngay trước mắt con người khi nó rình rập và săn mồi. SCP-2806 là tên gọi một tổ chức SCP đã đặt cho một loài dường như thuộc động vật chân đốt, một nhóm bao gồm cả loài nhện và động vật giáp xác. Những sinh vật này khác với hầu hết các anh em tôm hùm và nhện của chúng ở chỗ chúng sử dụng một hình thức ngụy trang tiên tiến để di chuyển giữa xã hội hiện đại mà không thể nhìn thấy được. Các cá thể SCP-2806 trưởng thành đều giống một loại phương tiện giao thông công cộng nào đó, với kiểu dáng, kiểu máy, năm và nhãn hiệu khác nhau tùy từng sinh vật. Các cá thể SCP-2806 di chuyển trên đường phố ở các thành phố để kiếm thức ăn và thoạt nhìn hầu như không thể phân biệt được với các phương tiện vận chuyển công cộng mà chúng đang bắt chước. Tuy nhiên, nếu kiểm tra kỹ chúng, bạn sẽ thấy rằng thép, gỗ, nhựa và thủy tinh mà chúng tạo thành hoàn toàn không phải được làm từ những vật liệu đó, mà là một dạng chitin đặc biệt. Đó là chất tạo nên bộ vỏ ngoài cứng của nhiều loài côn trùng và các động vật chân đốt khác. Nhưng đó không phải là khía cạnh duy nhất tạo nên sự khác biệt của SCP-2086 với các phương tiện khác. Các bánh xe trên xe buýt có thể quay vòng, nhưng chúng cũng có khả năng bung ra thành những chiếc chân dài và mảnh, tạo ra một hình ảnh rất đáng sợ khi SCP-2806 đứng lên cao hết cỡ. Phần nóc xe cũng có thể mở ra thành một bộ cánh côn trùng khổng lồ, và sau khi nhảy lên không trung với đôi chân mạnh mẽ của mình, đôi cánh sẽ xòe ra và xe buýt có thể bay. Đây dường như là phương pháp di chuyển ưa thích của nó khi không ở trong chế độ săn mồi ngụy trang. Đèn pha của nó cũng là một cơ quan sinh học, bao gồm hai cơ quan quang học phát quang lớn, tương tự như những cơ quan mà SCP-015-IT và SCP-745 sở hữu. Khi mổ các mẫu vật SCP-2086, ta thấy chúng có toàn bộ hệ thống các cơ quan bao gồm tim, não và dạ dày được tìm thấy bên dưới sàn trong khu vực chứa nội tạng của sinh vật. Mặc dù vậy, các chi của SCP-2086 không chỉ được sử dụng để vận động, mà chúng đã được quan sát là có thể sử dụng chúng để cầm nắm các đồ vật. Thực tế này đã được chứng minh khi chúng được quan sát thấy là xây dựng nơi trú ẩn thô sơ từ vật liệu phế liệu tại nơi làm tổ của chúng. Sẽ có thêm thông tin về những cái tổ này và những sự kiện đáng sợ ở phần tiếp theo sau đây. Khi SCP-2086 không ở trong tổ của nó sẽ thực hiện hành vi kiếm ăn của mình. Thông thường, một cơ thể SCP-2086 sẽ bay đến điểm bắt đầu của một tuyến đường và bắt đầu lái xe dọc theo các con đường trong thành phố để đón những hành khách sẵn sàng bước lên vì nghĩ rằng đó là một chiếc xe buýt thông thường. Cùng với bộ vỏ ngoài gần giống như một chiếc xe thật, SCP-2086 có một thủ thuật đặc biệt khủng khiếp để đánh lừa những hành khách sẽ trở thành con mồi của nó. Một chiếc xe buýt không có tài xế sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ về việc có nên bước lên xe hay không. Vì vậy, SCP-2086 sử dụng một mồi nhử, thực ra là một xác người được bọc và bảo quản trong một chất giống như silac. Các chi phụ nhỏ hơn dạng sợi nhô ra khỏi ghế trước và chui xuyên qua xác chết, giúp giữ nguyên vị trí và thậm chí có khả năng điều khiển xác chết khiến nó chuyển động như đang ngồi lái xe buýt. Một khi SCP-2086 đã thu thập đủ nạn nhân, số nạn nhân này có vẻ thay đổi theo từng trường hợp, nó sẽ giải phóng một loạt khí độc từ lỗ thông hơi bên trong của nó. Khí này tạo ra một hiệu ứng tương tự như chloroform đối với con người, và mọi người trên xe buýt sẽ bị bất tỉnh. Tuy nhiên, khi sinh vật này đã đầy con mồi, chúng sẽ không ăn thịt những người bị mắc kẹt bên trong nó. Thay vào đó, nó sẽ đưa họ đến nơi làm tổ của nó, nơi mà sự kinh hoàng thực sự bắt đầu. Những khu đất làm tổ này thường tập trung nhiều nhất ở các bãi phế liệu và bãi rác đã không sử dụng hoặc bị bỏ hoang từ lâu. Và chính trong những tổ này, các cá thể con non của SCP-2086 được tìm thấy. Trong khi các cá thể trưởng thành hoàn chỉnh có thể nặng tới 17.000 kg, là trọng lượng xấp xỉ của một chiếc xe buýt thông thường, việc nghiên cứu và quan sát thực tế SCP-2086 đã xác định các cá thể con non, các con vị thành niên nhỏ hơn nhiều so với đối tượng trưởng thành. Trọng lượng dưới 200 kg, nhưng kích thước này sẽ nhanh chóng thay đổi. Khi một con SCP-2086 trưởng thành quay trở lại tổ với khoang bên trong chứa đầy con mồi là con người, nó sẽ mở cửa và cho phép các con non vào bên trong chúng để có thể ăn và phát triển. Khi vào bên trong, một cá thể vị thành niên sẽ đưa một hành khách ra khỏi xe buýt. Ảnh hưởng của khí chloroform thường sẽ bắt đầu mất dần tác dụng vào thời điểm này, nhưng đã quá muộn.
Sau đó, cá thể vị thành niên sẽ ép con người vào một cái lỗ nằm dưới mui xe của nó để dẫn đến đường tiêu hóa, kết nối với khoang bên trong của nó, nơi có ghế lái. Những sợi lông nhỏ như phần phụ sau đó sẽ trồi ra khỏi ghế và xuyên qua cơ thể con mồi, giữ con mồi ở vị trí ghế lái và bẫy họ ở đó, đồng thời hoạt động như ống ăn, hút hết máu của hành khách đã chết. Một khi con mồi đã bị hút hết máu, các ống nuôi dưỡng sẽ bắt đầu tiết ra một dung dịch muối và khoang bên trong chứa đầy chất giống như silac. Tác dụng của cả hai khi kết hợp là để ướp và bảo quản xác chết một cách hiệu quả. Sau đó sẽ đóng vai trò là mồi nhử của riêng nó khi nó bước vào tuổi trưởng thành. Quá trình này diễn ra khá nhanh chóng. SCP-2086 mới sinh sẽ đạt đến tuổi trưởng thành chỉ trong vòng 1 tuần với điều kiện nó được tiếp cận với các chất dinh dưỡng. Tại thời điểm đó, nó sẽ bắt đầu tìm kiếm những con mồi mới cho con cái của mình. Thường số lượng sẽ rất nhiều. SCP-2086 có khả năng sinh sản sau 8 ngày và con cái có thể sinh ra tới 20 con. Nhưng vòng đời của chúng khá ngắn, với toàn bộ vòng đời của chúng thường chỉ kéo dài từ 12 đến 15 ngày. Trước khi cho ăn và bắt đầu quá trình trở thành con trưởng thành với kích thước đầy đủ, cá thể con cũng sẽ rời tổ và sẽ bí mật di chuyển vào thành phố để dỡ bỏ biển chỉ dẫn chạm xe buýt và di rời chúng, rồi tạo ra một tuyến đường dẫn về tổ của chính nó. Đây là những lộ trình mà các cá thể trưởng thành sau đó thường đi theo khi chúng săn mồi để mang về tổ của mình. Các cá thể SCP-2086 đã được tìm thấy ở các khu vực đô thị trên khắp thế giới và các báo cáo được tổ chức giám sát chặt chẽ về những người mất tích gần đây đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Với các đặc vụ hiện trường của tổ chức được cử đến các khu vực tiềm ẩn mối đe dọa cao để điều tra thêm. Bất kỳ tổ nào đã phát hiện, nó sẽ bị phá hủy bằng chất nổ hóa học. Trước đây, một nỗ lực đã được thực hiện để thu giữ và chứa các cá thể sống của SCP-2086. Hiện tại, tổ chức đang tạm giữ 5 mẫu vật như vậy, được lưu trữ trong một nhà chứa máy bay đã được chuyển đổi công năng. Dù tuổi thọ ngắn và tốc độ sinh sản cao, số lượng mẫu vật sống tại mỗi thời điểm có thể rất khác nhau và thường sẽ phụ thuộc vào số lượng nhân viên cấp D có sẵn để trở thành những tài xế. Các mẫu vật đã chết hoặc bị tiêu hủy sẽ được gửi đến một thùng bảo quản lạnh chuyên dụng tại một địa điểm an toàn để nghiên cứu sinh học thêm. SCP-2086 tiếp tục là một trong những dị thường nguy hiểm nhất đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng ngày, và tổ chức SCP đã phân loại nó là Keter. Mặc dù các khu làm tổ của chúng sau khi bị phát hiện có thể được tiêu diệt khá dễ dàng, nhưng không thể biết chắc sẽ còn bao nhiêu khu đất mà chúng làm tổ vẫn còn trong tự nhiên. Vì vậy, lần tới, khi bạn chuẩn bị lên xe buýt, hãy chú ý cẩn thận hơn với nó. Nếu không, xe buýt của bạn có thể sẽ chuyển hướng đến một nơi mà bạn không bao giờ muốn đến. Bây giờ, hãy xem thêm video khác về một dị thường liên quan đến ô tô khác. Đó là SCP-745 Delta. Và đừng quên đăng ký để trở thành người đầu tiên tìm hiểu về những dị thường tiếp theo từ kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.